Xin chào toàn thể anh em, lời đầu tiên cho Phạm Thức được kính chúc anh em mạnh khỏe và bình an qua mùa dịch một cách an toàn và hiệu quả. Trước mắt quý vị và các bạn, hôm nay Phạm Thức Audio là ngày 22 tháng 7 năm 2021. Xin phép được quay và giới thiệu đến quý vị và các bạn con âm ly The Non 940. Đây là một trong những sản phẩm vừa mới về bên em. Chiếc âm ly này thì quá nổi tiếng với anh em rồi. Nó là đàn em của con 940V. Sản phẩm này được sản xuất vào những năm 1985. Với thiết kế, cái chiều ngang của nó là 43,4cm, chiều cao là 13,9cm, và chiều sâu của nó là rất sâu, 41cm. Với độ cân nặng của nó không quá nặng, chỉ tương đương với con 7800 mắc đôi thôi. Với cân nặng của nó là 10,6kg. Trái ngược với con âm ly Pioneer 7800 mắc đôi thì con này được thiết kế với một cái màu đen, màu đen tuyền, đen đốm luôn, đòn thui luôn. Và các cái nút của nó phải nói là rất chi hài hòa và đẹp mắt. Giá xuất xưởng của chú âm ly này không khác gì giá xuất xưởng tại thời điểm đó của chiếc âm ly Pioneer 7800 mắc đôi. Giá của âm ly này xuất xưởng là lúc đó là em nhớ không nhầm thì nó rơi vào 58.000 yên. Còn đắt hơn con 7800 mắc đôi một chút. Nhưng giá cả của con này bây giờ thì lại rẻ hơn con 7800 mắc đôi. Còn nếu như nói về chất âm và hiệu quả chất âm thì con này phải nói là đẳng cấp đó anh em. 940V nó là sản phẩm mà ai cũng biết rồi. Nhưng đây trước mắt quý vị và các bạn không phải con 940V, mà đây là con 940 thôi. Con 940. Thế em mới bảo đây là con đàn em, con em ruột của nó. Đấy. Một sản phẩm mà với cân đo đong đếm thì nó không khác gì con 940V, nhưng mà về giá tiền thì nó thua con 940V rất nhiều anh em nhá. Thay bằng việc chúng ta mua con 940V thì mua con này về thì cũng không khác chi là mấy đâu. Rồi. Với độ đẹp của nó thì là phải nói chung là phải nói đây. Em quay từ nãy giờ anh em ngắm thì cũng tương đối tốt rồi. Thấy rằng độ đẹp của nó phải nói là mỹ mãn và xuất sắc. Độ đẹp của các cái chữ này cũng thế. Chuẩn đét con đèn đẹp luôn. Sắc nét, kỹ tính. Một sản phẩm mà phải nói là đi theo cùng năm tháng. Tạo ra những dấu ấn của âm thanh cực kỳ tốt. Nó đánh những cái dòng loa Ditton, Ditiek hoặc là mấy cái dòng loa Pioneer Bass 30 đánh cực kỳ hoàn hảo, bởi vì công suất của nó đạt lên đến là 205W. Đây công suất nó đây. Mã số seri của con này là 3361. Một sản phẩm chạy điện 100V xuất cho thị trường Nhật nội địa. Đánh có thể đánh được hai cầu loa và giải tần ôm của nó xuống được từ 6 đến 16Hz. Anh em nhìn thấy rồi đúng không ạ? Chữ đằng sau phải nói là nét căng còn càng càng luôn. Đây là cái nắp của nó. Thôi không tả cái nắp này đâu, tả là gì không biết phải nói thế nào. Em chỉ biết là cái nắp nó rất chi là đẹp, không xước sát một tí gì cả. Còn đây là phần ruột gan của chiếc âm ly The Non 940. Mở ra thì nó cũng không khác gì con 940V là mấy đâu. Con 940V thì nguồn của nó là nguồn không được bọc, không được bọc cái này. Còn con này thì nó được bọc. Đấy. Con kia thì nó dùng hình như là nó dùng thêm hai tụ nữa, nhưng mà tụ của nó thấp hơn. Còn con này thì to hơn, cao hơn. Đấy, và chỉ số lớn hơn. Chỉ số mi của con này là 15.000 mi. Đấy, anh em nhá. Cái này thì chị em phụ nữ nhìn thấy thích hơn, bởi vì một cái mà to còn hơn là hai cái nhỏ, đúng không ạ? Trên sản phẩm thì đây, chữ The Non sản xuất những năm 1985 đến bây giờ em nó vẫn còn đẹp và lung linh nguyên trinh, chưa sửa chữa bất cứ một thứ gì cả, bụi về em cũng chỉ lau qua thôi, không có làm cái gì nó quá đáng cả, vẫn còn bụi ở trên đây. Quay ruột gan cho anh em xem, đây bật tí flash cho anh em ngắm. Đấy, sạch sẽ tinh tươm mà không phải làm gì. Đây bụi vẫn còn một chút ở đây này, em mới chỉ quét sơ qua lấy máy phịt qua thôi. Sườn của em đi này là sườn dòng đờ nông này, toàn bộ là sườn trắng như này hết.
chứ không phải là sườn đen đâu nhá, sườn vàng đâu nhá anh em nhá. Đợi chút em sẽ mở cái đế này ra cho anh em xem phần suất nhá. Vâng, và đây em đã tháo xong nốt cái quần của nó, lật ra cho anh em xem. Con này cũng sử dụng 4 suất xanh ken, chỉ số mã số chỉ số của nó thì không khác gì có 940V cả. Vẫn là mã suất là SA1215 và SC2921. Mạch vỉ của nó đây, bật flash cho anh em ngó. Bật nhạc YouTube nên là chỉ quảng cáo thôi anh em ạ. Máy rất đẹp đúng không ạ? Em đặt ngửa lên mà nó vẫn kêu thế mới lạ chứ nhỉ. Em mới tưởng là đặt ngửa lên này chỉ có người nó mới kêu được thôi, chứ hóa ra đồ nó vẫn kêu được. Mình test ngược tí nhỉ. Đánh vào cặp loa Pioneer A7, phải nói là rất hay. Rồi, cảm ơn anh em đã xem. Đấy, video em cũng đã test trực tiếp âm ly rồi, chạy hoàn hảo. Bao zin cho anh em, tất cả mọi thứ tuyệt đối. Giá của chiếc âm ly này bên Phạm Thức Audio xin phép được đăng và bán cho anh em với một cái giá là 8.9 triệu. 8.9 triệu chiếc âm ly đàn ông 940, hàng bãi, đẹp, zin, xuất sắc. Anh em cần thì liên hệ đến địa chỉ 468 Đường Điện Biên, thành phố Nam Định. Anh em kết bạn Zalo để anh em mình nói chuyện và giải quyết vấn đề mua bán ở trên đó cho nó hợp lý nhá. Thank you anh em đã xem và ủng hộ kênh. Cảm ơn anh em.